Ok, hello, chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog cuộc sống ở châu Phi. Và ngày hôm nay thì anh em mình sẽ bắt đầu đi vào trong cái khu vực ruộng lúa đây để tiến hành là đi cắm cái que, sau đó đi quây cái giấy bóng ở xung quanh ruộng lúa để cho chuột nó đỡ phá các bạn. Ở bên này thì nó không có cái giấy bóng kính như ở Việt Nam mình, giấy màu trắng ấy, xong họ bán thành từng cuộn tròn, nó dài khoảng mấy trăm mét ấy. Mình mua mình chỉ cắm một đầu xong cứ chạy vòng tròn là nó hết thôi. Như bên này không có thì anh em mình bắt buộc là phải đi mua những cái mảnh nhỏ nhỏ như thế này các bạn ạ. Đó. Những cái mảnh nhỏ nhỏ như này, sau đó thì mình về mình sẽ tự cắt ra. Đó. Thì cắt ra thì cứ tính đây để hướng dẫn cho Profino làm trước ạ. Hướng dẫn cho Profino làm xong rồi để quay. Sao ngắn thế này nhỉ? Cái này thì được xem nào. 1 4 4 4 4 muito curto. Rồi, tá bom. Agora faca. Abri. Ó, tudo medida aí para ser igual, né? Cái này sợ nó hơi ngắn này. Này được có 60 mấy phân rồi, 60 phân thì hơi ngắn. Đó, tôi sẽ làm từng cái như thế này một các bạn. Do là bên này cái điều kiện nó không có, nên bắt buộc là phải mua từng cái mảnh nhỏ, sau đó sẽ cắt như thế này. Ơi, dobra bem. Chỗ này là cái cây que hôm trước là anh em đã chuẩn bị đây rồi này. Đó. Giờ mình sẽ đi xuống để rồi cột ta tu đuôi nhé. Rồi sẽ đi xuống để kiểm tra cái khu vực ruộng lúa các bạn ạ. Để lúa thì bây giờ ngày nào cũng phải theo dõi sát sao. Cái này thì như ở Việt Nam mình ấy, thì là mọi người, ví dụ mình ở chỗ khác thì không biết, nhưng mà riêng ở quê mình là khi mà mọi người bắt đầu đi xạ lúa xong cái là ngày thì có những nhà thì là sẽ đi quây giấy bóng trước. Đó, quây giấy bóng chung quanh ruộng trước xong bắt đầu mới xạ. Nếu mà còn có những nhà mà đi có thể đi xạ sau, tức là khi mà xạ lúa xong thì bắt đầu mới đi quây giấy bóng. Quây từ lúc bắt đầu gieo hạt thóc xuống, bắt đầu đi xạ cho đến tận ngày thu hoạch thì mới thôi. Đó, bắt đầu mới tháo ra. Nhưng mà bên này thì do là mình làm cái này triển khai nó hơi muộn. Đúng ra là cũng phải làm trước. Nhưng mà hiện tại đến bây giờ thì nó cũng kiểu như là chưa bị cái con chuột nó vào nó phá cái ruộng lúa, thế nên là cũng yên tâm. Nên bây giờ tranh thủ là đến cái thời điểm hiện tại bây giờ là lúa nó như cái cây này bắt đầu nó gục các bạn này. Đó, cái bông lúa này bắt đầu gục. Đó. Cái này là nó ra sớm, nó bắt đầu nó gục rồi. Những cái hạt thóc ở đầu này là bắt đầu cứng này. Đó. Cứng đẹp rồi. Đó, như thế này là cái hạt này là rất là ok rồi. Đấy là những cái bông lúa nó rỗ trước. Bây giờ mình đi kiểm tra xem nữa, cây lúa này nó có bị con sâu hay con dày thì không, là sẽ vạch ra này để nhìn cái cây lúa này. Nếu mà có hiện tượng sâu bệnh nó sẽ phát hiện ra luôn. Nhưng mà lúa đang rất là cứng cây, đang đẹp. Bắt đầu là cái đội chim chóc là bắt đầu mấy hôm nay là bắt đầu thấy xuất hiện nhiều rồi. Đó, kêu đó. Chuẩn bị đến để đi phá, đi ăn thóc rồi đấy. Cùng dàn lúa này to này. To mà gục đẹp hơn. Đúng rồi. Đó, dàn lúa to rồi là bắt đầu gục đẹp rồi. Sẽ phải đi kiểm tra hết tất cả các ruộng xem là có ruộng nào nó bị sâu, bị dày gì không. Vạch ra là như kiểu là có cái con mũi nhỏ tin tin nó cứ bay nó màu xanh xanh. Cái này thì anh Quý buổi sáng là cũng đã vào đây kiểm tra rồi. Đó, hiện tại giờ anh Quý đang đi, anh Quý với cả hai em nữa là đang đi chặt thêm cái que này các bạn. Rồi cái diện tích
lúa thì cũng nhiều, thế nên là chặt hôm nọ chặt vẫn còn thiếu. Đó. Chỗ này là bắt đầu lúa này, mấy cái ruộng đầu tiên này là bắt đầu nó gục rồi này. Cái khu vực này là nó gục rất là đẹp rồi. Đó. Như mọi người nhìn đây là toàn bộ những chỗ này là nó bắt đầu gục. À. Này là hiện tượng mất mùa hai hàng thông này. Chắc lại chim nó vào nó ăn rồi. Mấy cái xong khi mà quay xong cái này thì bắt đầu mình sẽ đi vào làm mấy con bù nhìn để cho nó đứng trông các bạn, đứng nó trông lúa để đuổi bớt chim cao đi thôi. Nó bắt đầu có hiện tượng là con chim nó vào nó ăn rồi. Lúa này thì chuẩn bị một vài ngày tới, khi nào mà những cái bông lúa này nó gục hết xuống, khi nào mà tất cả những cái bông lúa này mà nó gục cả xuống thì bắt đầu mình sẽ rồi từ đó. Chỗ này là bị mất mấy thóc ở đầu này đó. Này là chắc là chim nó ăn. Khi nào mà lúa nó bắt đầu nó kiểu như là nó gục hết rồi và hạt nó bắt đầu cái cây lúa nó bắt đầu hiện tượng chuyển sang màu vàng rồi thì là mình sẽ đi cuốc hết những cái lá này ra để xả nước đi để cho lúa nó cứng cây, với cả là đến khi mà đi thu hoạch ấy thì là cái ruộng nó khô không phải lội ướt giống như là lúc đi cấy nữa. Nhưng bây giờ thì chưa tháo được nước, bởi vì bây giờ lúa nó vẫn còn đang rất là cần nước. Đi kiểm tra từng tí một đấy các bạn. Tự như là những cái chỗ này, những cái cây lúa nó rất là đẹp, vẫn đang cứng và hiện. Nói chung là nó rất là may mắn. Đến thời điểm hiện tại thì là nó chưa có sâu bệnh, chưa có cái gì. Bông. Cứ tưởng là cái con sâu gì cơ. Những cái rẻ lúa rất là đẹp này, tuyệt vời luôn này các bạn. Này là bắt đầu nó mẩy rồi, bắt đầu nó có sữa rồi. Có như cái bông này là cái rẻ lúa này là nó rỗ, kiểu như là rỗ trước đó. Nó rỗ trước cho nên là cái rẻ lúa bây giờ nó đang gục đẹp, hạt bắt đầu hiện tượng chuyển sang màu hơi vàng vàng một tí. Đây ví dụ như cái này, cái này là bắt đầu vàng này mọi người này. Đấy, như cái bông lúa này là bắt đầu hạt nó bắt đầu vàng rồi, như các bạn biết là hạt nó rất là chấm đen này. Cái này là có hạt thóc rồi này, hạt thóc đó, hạt gạo các bạn. Sau khoảng thời gian rất lâu rồi đó, bây giờ thành hạt gạo rồi, thành hạt gạo luôn rồi, tuyệt vời rồi. Giờ cái quan trọng là cứ thi thoảng phải đi kiểm tra sâu bệnh ở trong khu vực lúa đó. Sẽ di chuyển xuống cái phía đó. Xuống phía dưới cùng đây một chút nữa. Chỗ này là cái ruộng nó kiểu như là đang kiểu rỗ đồng, là rỗ luôn chỗ bông sau ấy, nên sẽ phải đi kiểm tra hết tất cả. Chủ yếu là kiểm tra ở những cái khu vực mà cái cây lúa nó to nó dày đó.
được vào cái ví dụ này. Ok, đẹp rồi. Tất cả mọi ruộng là đều ổn đó bạn. Bây giờ thì ngày mai ngày kia nữa là mình sẽ có một cái video, nói chung là không phải sử dụng máy cày được các bạn, à, sử dụng cái khác để đi làm cỏ ở khu vực này, toàn bộ khu vực này. Đợt trước là thẳng từ hai cái ruộng lúa kia, khoảng hai cái ruộng lúa trên cùng kia là sẽ chạy dọc về phía dưới này đến tận chỗ cái bụi cây lau giống như cây mía kia đó, đến phía dưới đấy, và ở phía bên này nữa, ở phía bên này, chỗ bên cạnh ruộng lúa đấy. Đây bạn. Đó, khu vực đấy bên cạnh ruộng lúa, chỗ cỏ đấy. Đó là mình sẽ phải chạy hết lên tới trên kia và chạy dọc sau này luôn. Đó, toàn bộ khu vực này sẽ vào làm hết. Lúa này thì cái vụ đầu tiên này là do cái thóc giống mình mang sang, số lượng nó cũng có hạn, với cả là ở trong cái giai đoạn mình đang gọi là thử nghiệm, cho nên là cũng không dám làm diện tích nó quá rộng, bởi vì là thứ nhất là chưa biết ở đây cái chất đất nó như thế nào, và cái thứ hai là chưa biết được là cái số lượng thuốc bảo vệ thực vật mình cần phải sử dụng bao nhiêu đó. Thì đến vụ tới này khi mà được thu hoạch thì mình sẽ giữ lại cái lúa này để làm giống, nó sẽ giữ lại lấy mấy chục cân, cả giữ lại khoảng 5-70 cân làm giống sau này thì sẽ trả đến vụ tới này sẽ tiến hành vào đây để cấy, và có khi là để vào cái mùa hè các bạn, vào mùa hè mùa khô năm nay là mình cũng sẽ cấy luôn, và mùa khô mình cố gắng cũng sẽ cấy lúa, cấy ở cái khu vực những ruộng này, và cố gắng là đang rất là mong muốn là sẽ mở rộng thêm nhiều lúa nữa ở chỗ này sang hai bên, sẽ cố gắng mở rộng thêm sang hai bên, rồi là đi nhân giống vào những cái bản khác, những cái bản nào mà khu vực nào mà nó có cái vị trí thuận lợi, tức là về đất cát các thứ, thì là sẽ tiến hành là đi mở rộng trồng lúa vào vụ mùa mưa sang năm các bạn. Còn mùa hè đây thì là mùa hè đây thì mọi người biết rồi, mùa khô nó rất là nóng, rồi là 6 tháng liền là trời sẽ không có mưa đó, thế nên là cái việc mở rộng diện tích thì nó rất là khó khăn đối với mình cũng như tất cả mọi người. Hy vọng là cái ao cá kia nó sẽ phát huy tác dụng trong cái mùa khô sắp tới các bạn. Bây giờ anh em cũng đã tít ra không, anh em đã cắt bạt dọc bạt xong hết rồi. Để xuống đây buộc trước á, đây rồi. Để mà cho xuống hai buộc hai ruộng trước này. Giờ là cứ phải tranh thủ bảo vệ anh ạ, bảo vệ cái ruộng lúa này, như mãi mới cấy được mấy tháng rồi mới được cái ruộng lúa mà không biết là có chuột hay không, nhưng mà cứ phải phòng cho nó ăn chắc, không đến lúc nó bị làm sao thì lại tiếc lại hối hận. Aki rồi em xin la đủ thôi, được rồi, đến đâu được đàn nào đi đây. Rồi anh bỏ cái bó này đây. Rồi với Domingo, mẹ tê. Rồi, tao không? Cứ phải phòng trước cho nó chắc chắn đến lúc. Cắm đây nhỉ? Phi đồ pick up. Dây này hơi, à kia này hơi ngắn. Sao anh vừa cầm mà? Có sao đâu, vừa mới cầm xong. Mai aki prosim. Đấy, lấy dây buộc cho nó chắc chắn cho nó cẩn thận.
từ để cắt lại. Bình tĩnh thôi. Run thế. Anh cắt dây rồi, đây gặp bao tí là bao bao em bây giờ cái này cứ đi ấy cắm trước đã hả, cắm trước xong rồi buộc sau, anh cứ đi sau đi. Rồi tu đủ với xe pega pao asigi pega pao giờ đó cara tipo un metro ta bene avanza gira tu due si es doy aquí prima. Ôi Domingo ơi, tem xe pau que fica mais bocado longe, não fica muito próximo assim, assim vai gastar muito. Um metro, você não sabe como um metro fica como? É? Tem que entrar mais um bocado assim. Rồi, aqui tá bom, chega. Vai, avança, avança. Ó, bây giờ anh em sẽ cứ rồi, pega pau, avança aí. Esse puto, esse passa direito, não entra mais aqui, tá vendo? Passa direito ao lado do Miguel, gira para lá. Ai, continua a seguir. Você pode ficar lá ao lado do Miguel, vai para aqui. Ai, vem. Miguel, vai. Anh em có khi chỉ buộc ở trên thôi anh ạ. Dưới không cần buộc, dưới tấp đất. Rồi. Ta về nè. Aqui. Tira a terra, fecha aqui. Não meter muito sobre o carro. Chỗ này bây giờ phải đi tấp cái đất này vào các bạn. Vừa lại để đảm bảo chuột nó đỡ chui đây. Để vào ra. Tên thì có bà mau phải kẹp đi. Như ở nhà mình thì là cứ cắm này xong rồi bắt đầu lấy bùn là ruộng lấp lên. Như là đây anh em mình không lấy bùn ở ruộng mà lấy đất trong ở ngoài vậy. Cho nó đàng hoàng mà. Mãi mới cái đây ruộng lúa này phải bảo vệ cho nó. Cho nó gì anh ấy? Phải... Ê, cho nó an toàn, cho nó ăn giáp hả? Ăn giáp hả? Tem que tapar bem. Esse lado. Tem que tapar com o mal assim. Assim entra. Ok, cho em đoạn dây. Chỗ giáp nối này là phải buộc vào. Chỗ giáp nối này phải buộc không rồi. Bóng này thì sang năm lại sử dụng bình thường. Làm xong là khi nào mà đi cắt lúa là sẽ mang đi cái này thu vào để cất đi các bạn, cất đi giữ lại sang năm làm. Hôm nay là
nay là hai mấy tháng 3 rồi. Nói chung là cứ sang tầm khoảng độ giữa tháng 4 nhỉ. Cứ đầu tháng 4 là bắt đầu đi cắt. Mười là tính ra là còn đâu 20 ngày nữa. Ruộng này thì tầm 20 ngày, mấy cái ruộng này thì chưa, nhưng mấy ruộng kia nó gục đẹp lắm rồi, bốn cái ruộng đầu. Chỗ này được cái bản này dài này. Bản này là được 6 mét này, mấy cái kia. Cái này dài đỡ, nhưng mà cái dài hôm em ra chợ mua không có nhỉ. Chỉ có cái màu ngắn ngắn ấy thôi. Nếu mà có dài thì là mua dài cho nó làm cho nó tiện, vừa nhanh mà nói chung là cái gì nó cũng đỡ. Nó là không có. Ok các bạn, đó đây thì à ừ được rồi, levalo navaya juda otru amarai. Các bạn, đây là từ nãy giờ anh em mình đã bồi được bằng này gần được 2 ruộng rồi. Đó. Áp dụng đúng cái quy trình chăm sóc cây lúa của người Việt Nam vào đây. Để bảo vệ. Để bảo vệ cái ruộng lúa các bạn đó. Thì sau khi mà đi một vòng rồi thì cũng bắt đầu mình vừa phát hiện ra một cái chỗ này là có một cái chuột, có một cái rễ lúa bị chuột nó cắn các bạn. Rễ lúa bị chuột cắn. Sẽ đi buộc ở phía trên này, còn ở dưới là sẽ dùng đất để tấp đây vào trong cái bờ này các bạn. Đó, cái này là chắc là mới cắn lúc đêm này. Đó, bắt đầu mới thế này nó đã cắn mất rồi, chưa có hạt, là hạt nó chưa thành hình ấy. Nó đã cắn mất rồi. Đây thì mình ô anh ơi, cái kia tuột kìa. Toàn bộ cái hai cái ruộng này liền nhau thì mình cũng chỉ quay ở bên ngoài thôi, và tất cả những cái ruộng này thì tất cả những ruộng này thì đều đi cắm hết cây que kia rồi, từ trên xuống phía dưới rồi. Còn ở phía dưới này thì mấy anh em đang đi cắm từ dưới kia cắm lên, cắm que đấy, sau đó thì sẽ sử dụng bạt để phủ kín chung quanh. Hôm nay và ngày mai nữa cố gắng là sẽ làm xong hết toàn bộ. Rồi sẽ đi thêm vào phía trong này để tìm xem là những cái ruộng lúa mà nó đã gục đầu hết như thế này rồi, để đi kiểm tra xem là có cái rễ lúa nào mà bị đàn chuột nó phá không ạ. Lúa gục đầu rất là đẹp, giờ chỉ còn có bảo vệ và chú ý cái thời gian này là chú ý là bảo vệ các loại sâu rồi chuột. Đầu hiện tượng là lạc đác chuột nó bắt đầu nó phá rồi. Thế đây là bây giờ ngày hôm nay và ngày mai nữa cố gắng là sẽ đi bảo vệ, bỏ đi căng bạt toàn bộ luôn. Đó, đây là toàn bộ cây mấy anh em đã đi cắm trước cái này hết rồi. Đó, từ đầu cho đến cuối ruộng. Đó các bạn, bây giờ nhìn nó chỉ khác mỗi cái màu giấy bóng nữa thôi. Việt Nam hình thì mọi người sử dụng giấy bóng trắng, chứ còn ở đây là mình không có, với cả không có cái cuộn nó tiện lợi giống như Việt Nam nên bắt buộc phải mua cái giấy bóng màu đen này. Đúng ra dáng ruộng lúa của người Việt Nam mình rồi. Ra. Nó đang giông chuẩn bị mưa mà. Thế em mới bảo là phải cho giày que vào không hề. Giày que vào không hề, nếu mà thưa quá là gió nó vật là rách. Rồi bây giờ để anh em buộc nốt cái chỗ này cho nó xong xuôi đi, xong rồi nghỉ đi ăn cơm các bạn. Nghỉ đi ăn trưa thôi, nay cũng muộn rồi. Ô
Ok các bạn, video ngày hôm nay anh em mình cũng vào đây để gọi là bảo vệ cái thành quả ở cái ruộng lúa này thôi. Giờ thì rúa cái giai đoạn này là nó đã trổ bông lên đẹp rồi, bắt đầu nó đã gục, nó bắt đầu có sữa rồi, là những cái bông lúa đã gục xuống rồi. Thì bây giờ cái thời điểm này là cái giai đoạn quan trọng nhất để có thể là quyết định đến cái thành bại của cái ruộng lúa đấy. Thứ nhất là bảo vệ chuột này, một vài ngày tới thì anh Quý sẽ làm mấy con bù nhìn đó, cho nó đứng từ trên này mà nó đứng xuống tận dưới kia luôn, để nó canh chim rồi canh chuột các thứ anh ạ. Đó, hôm nay thì tạm thời sẽ đi quay giày bóng ở đây, sau đó thì bây giờ cho anh em nghỉ ăn trưa này, sang đến đầu giờ chiều lại tiếp tục đi quay cái ruộng lúa ở phía bên này nữa. Ok các bạn, thì tôi video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thúc dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa, cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình cảm tất cả mọi người. Chào các bạn. Đó, đúng rồi. Đây anh buộc nốt 1-2 mối này cho xong để nghỉ ăn cơm.